Minh. Với 115 năm tuổi thì chợ Đông Ba giống như là một nơi trở về với người Huế. Còn với những khách du lịch thì đây thực sự là thiên đường nhiều các món ăn khác nhau. Nào, em muốn tìm hiểu về cách làm món chè này thì em sẽ... Mẹ ơi, thế còn món bột lọc heo quay này thì... Thì là có bột. Ngày nay bắt không hiểu sao em gói toàn bị... luộc thế này trong khoảng bao lâu thì... 10 phút thôi. Em thấy ở ngoài hàng bán liên tục như chè này thì anh chị thích nhất món nào? Sao chị lại thích ăn những món chè ở đây? Cái chè ở đây là nói chung là đậm đà hương vị Huế ngon nhất rồi. Dạ.